Âm mưu xuyên suốt của các thế lực thù địch chính là hạ thấp uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn cho thấy để thực hiện âm mưu này, các thế lực phản động, thù địch đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn như xuyên tạc nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, thời gian gần đây, khi các đại án kinh tế, tham nhũng được khởi tố điều tra, xét xử, các thế lực thù địch, phản động lại suy diễn là thanh trừng nội bộ, triệt hạ lẫn nhau. Chúng ra rả những luận điệu sai trái, cố tình xuyên tạc, phủ nhận thành quả, lấy cớ kích động chống phá, bất chấp những nỗ lực và kết quả mà Đảng ta đã đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược. Vì vậy cần phải kiên trì, kiên quyết. Việc lan tỏa quyết tâm chính trị đó và tuyên truyền về những kết quả mà chúng ta đạt được trong đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian vừa qua sẽ góp phần để tiếp tục củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Không khó để nhận ra chiêu trò của các thế lực thù địch nhằm thực hiện âm mưu chống phá chế độ ta với chiến lược diễn biến hòa bình. Rất nhiều vụ việc từ hiện tượng đã bị các thế lực thù địch quy thành bản chất, nhiều vụ việc bị bóp méo, xuyên tạc, sai lệch. Như vào tháng 6 năm 2023, với việc một nhóm đối tượng có trang bị vũ khí tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, làm 4 cán bộ công an, 2 cán bộ xã và 3 người dân tử vong, 2 cán bộ công an xã bị trọng thương. Thời điểm đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt giữ các đối tượng liên quan để điều tra, xét xử, đồng thời nhanh chóng ổn định tình hình tại địa phương. Thế nhưng các đối tượng chống phá đã tung ra nhiều thông tin bịa đặt, đánh tráo bản chất, hướng vụ án sang nguyên do khác để kích động tâm lý kỳ thị dân tộc, chia rẽ đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Đã lợi dụng cái này để kích động, để gây bạo lực, để gây bạo loạn. Thì như vậy thì đứng trước cái thực tế như vậy thì chúng ta phải nâng cao cảnh giác và hiểu, để từ đó mình sàng lọc kiểm chứng những cái thông tin nào cần phải sẻ chia, thông tin nào mình cần phải đấu tranh phản bác lại. Từ những câu chuyện trên đây có thể thấy các âm mưu thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, nham hiểm, lợi dụng triệt để mạng xã hội và các hãng truyền thông lề trái để phát tán, đăng tải những thông tin xấu độc nhằm chèo lái dư luận. Theo ông Trương Quang Tùng, chi bộ tổ dân phố 3 phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, thì trước những thông tin xấu độc, mỗi cán bộ đảng viên cần phải có tư duy phản biện, phải nhìn nhận đúng bản chất của từng sự việc để phản bác, đấu tranh lại những luận điệu của thế lực thù địch, đồng thời lan tỏa những thông tin tích cực nhằm định hướng dư luận. Các đồng chí đảng viên, cán bộ có trách nhiệm là gần gũi quần chúng để làm rõ thêm thủ đoạn những cái âm mưu đen tối của các cái thế lực thù địch làm xuyên tạc chống lại là Đảng, chống lại nhân dân. Thời gian qua, công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Hà Tĩnh chú trọng thực hiện theo tinh thần nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của mỗi cán bộ đảng viên, trong đó có vai trò của Ban Chỉ đạo 35, đã góp phần làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Nhiều bài viết sắc sảo đã đấu tranh kịp thời, trực diện, vạch trần âm mưu, bản chất chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó là lan tỏa những thông tin tích cực để hạn chế ảnh hưởng của thông tin tiêu cực. Giải pháp này được ví như là việc lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy hoa thơm, lấn cỏ dại. Như tại các cấp bộ đoàn toàn tỉnh, những năm qua đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc thiết lập vùng xanh, tin tốt trên không gian mạng, thông qua cuộc vận động, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Từ cuộc vận động này, mỗi năm các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã đăng tải hơn 500.000 tin bài viết về những tin tốt, câu chuyện đẹp. Và chính những mẩu chuyện đẹp được đăng tải chia sẻ đã góp phần pha loãng, đẩy lùi các thông tin tiêu cực, làm trong sạch môi trường thông tin, kiến tạo những giá trị văn hóa lành mạnh và lối sống tích cực cho giới trẻ. Vừa rồi thì Thành đoàn đã lan tỏa những câu chuyện về các hành động đẹp của các bạn thiếu nhi, như là nhặt được của rơi trả người đánh mất. Và từ những cái câu chuyện đó thì và những cái năm gần đây nữa thì trong thiếu nhi thành phố đã hình thành một cái phong trào, đó là phong trào nhặt được của rơi trả người đánh mất. Như vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết cần thiết lập và phủ xanh thông tin tích cực, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Trong đó, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Xây là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, siết chặt kỷ luật, xây dựng kỷ cương, nêu cao phẩm chất đạo đức công vụ. Chống là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái. Trên thực tế, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để lợi dụng, khoét sâu các khuyết điểm, kẽ hở, những tồn tại hạn chế của các tổ chức cơ sở đảng, các cán bộ đảng viên để xuyên tạc chống phá. Vì vậy, các cấp ủy đảng cần quan tâm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trong chính đảng bộ, chi bộ mình. Đấu tranh phê bình, tự phê bình, thực hiện đúng các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Mỗi cơ quan, đơn vị phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện để các cá nhân trong tổ chức có cơ hội, môi trường công hiến, phấn đấu. Cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nhất là nâng cao trách nhiệm của gương mẫu của đội ngũ cán bộ của địa phương trong các cái việc thực hiện tham mưu, rồi là bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt đó là lãnh đạo chỉ đạo công tác tiếp dân, rồi là nâng cao cái chỉ số hài lòng của người dân. Như vậy, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, tăng sức đề kháng, chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt nguồn từ chính nội bộ Đảng, người đứng đầu và mỗi đảng viên. Đây là một trong những yêu cầu cấp thiết của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đảng bộ phải tốt, chi bộ phải trong sạch vững mạnh, cán bộ đảng viên phải gương mẫu, đi trước, bước đầu trong mọi phong trào, thì các thế lực thù địch không còn lợi dụng những sai trái của cán bộ đảng viên, của tập thể cấp ủy để tuyên truyền, nói xấu, đánh giá bản chất của một đảng cầm quyền. Cái sự gương mẫu này nó thể hiện bằng những hành động việc làm rất là cụ thể. Ở dưới cơ sở là phải miệng nói, tay làm, tay lắng nghe. Thì lúc đó mình mới bảo vệ được nền tảng tư tưởng. Đó là cái việc làm nó đi đôi với là nhận thức, và cái nhận thức nó đi đôi với hành động. Giải pháp lâu dài, bền vững để đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch chính là phải tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong đó các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải tập trung xây dựng tổ chức, cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh. Mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự là trong sạch vững mạnh để chúng ta có sức mạnh và chúng ta có giống như vaccine miễn dịch đối với những cái thông tin xấu độc. Và khi chúng ta mạnh lên thì các thế lực không thể chống chúng ta được. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta yếu, chúng ta hạn chế thì cũng sẽ bị chống phá. Cái thứ hai là chúng ta phải, để làm được cái việc này thì cần phải xây dựng tổ đảng trong sạch vững mạnh, thì cần phải phát huy dân chủ, cần phải tăng cường kiểm soát quyền lực, và để phát huy làm thế nào một cái vai trò lãnh đạo của Đảng thực sự hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn đan xen. Điều đó đòi hỏi trước hết các chi bộ Đảng ở cơ sở phải thực sự là những hạt nhân chính trị, đảm bảo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong tình hình mới. Mỗi cán bộ đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, phải thực sự vì dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Bởi cán bộ có tốt thì phong trào mới tốt, mới thật sự khơi dậy sức mạnh của đảng viên và quần chúng nhân dân cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.